cả mọi người. Con đi mấy lần rồi? Hôm nay ba lần. Thế là một con nó một ảnh nhiều ngay, cũng cảnh tranh thủ đi gần vô thị cho nó nhanh thấy, thấy không? Cái cầu nhiều lớp quá. Là cái này là mấy ngày rồi đi rồi. Hai ngày con đi là cũng được, hiểu không? Để có nhiều cái nhiều á. Ngày một cũng được. Ví dụ mình rảnh sớm mà tranh thủ đi vậy, vì thấy nhiều cái lớp nhỏ nhỏ. Con đi luôn cho thấy một đợt rồi mình nghỉ thôi. Sau đi tỉnh thoảng nó có vài cái mình đi. Cái mặt khi mình nó còn mỏng chứ không có bị dài mụn, cũng không viêm thâm. Để lau đi là nó không hết. Mình đi luôn cái là hết, mình nghỉ mà cái mặt mình rửa lên mình cái tái không có cợn nữa, sướng hơn. Đằng vô điều trị luôn vậy ha. Trong ngày mong rằng được không qua. Hôm sáng mình cái máy còn ù hề. Bình thường đưa ra mà không quảng cáo thương toán cho bà mua trên cây nhé, ai mua mua mà bán có mấy người mua. Cái nó 30.000 mấy em mà nó ăn cô đó, nó lành vết thương nhanh lắm. Cái kênh official hồi xưa video mượn đã rồi. Hai chân cái cây nó không giỏi mà. Ừ, ốc ít không hiểu mấy, không đen nè. Lên cây. Ừ. Con lướt xuống dưới không rồi. Trượt trượt xuống nằm phía dưới cho. Cái hậu nằm trên thì không đen, không đi xuống.
Con đi đeo rồi, biết sợ không? Mà thời điểm nó đoàn mù nhiều rồi. Hai thiệt đó nha. Cái cây nó uổng con luôn. Giờ áo bỏ nó gửi thì mà xem thì trang mà cũng được cháy cái gì nha. Cái ố đen, ố xương đen có chữ tôm mì đỏ. Vì họ để ý, họ tìm không thấy cái video. Cái người tôi cho họ đưa vô đủ thứ video đỏ. Rất xanh mùi quanh cái miệng kìa. Cái này là mũi á, không nè, là cái đó là mũi. Ôi, sợ cái bò đó.
còn bay nước thì mình có đoàn với đều đấy thì cho mỗi đứa mỗi chuyện nữa. Mọi người quay đây một cái video cũng được, nhiều thì quay theo thế mấy đứa này điện có một độ đen ra tranh thủ quay chứ nhiều ngày không có video á. Cánh cụ hồi xưa mình nó đây nhìn nó dữ sao cái là thơ không cô quá mà từng đó người đăng ký rồi mà kêu về đề xuất rồi đang mới có người là đăng ký rồi mấy cây này toàn người bên kia đăng ký qua nó ít trời mùa. Ngủ say mà không đăng ký. Mình rất là cái những bút đăng ký đồ đủ thứ nó. Thành phố mình làm sáng trên máy nó được bắt đầu rồi. Ít ghê quá à. Mà mong có mấy video đó này bị giống chưa cả nếu bị nhiều hơn nữa các bì không được có nhiều hơn còn lại thứ sáu mười một dữ quá kiểu con bữa dặn ông ấy làm chỗ càm như hôm bữa dặn bé chút xíu đi hà Hà Nội chưa sai chứ ậu sửa sai chưa?
bôi cái xăng nào đi hạt nghề thì lục. Nếu mà làm bảnh tết đang tập lo mình cái gì ghé mình rồi. Tập cầm kèm rồi á, bây giờ chẳng quen á, đi hạt cắn nhanh. Cái kèm gì lấy cái chanh á, bấm cái vỏ xanh bên ngoài á. Chẳng quen cái tay nhát kèm, đi hạt cắn nhanh, xuống người khỏi tập. Nhưng cái nêu tôi vẫn vãn lắm nè. Nêu này không ra mồ dĩ là đó, chưa là đó. Cái gồng cứng cứng cái thịt nó không có đẩy cái mùi đâu được. Ủa bật ống Hương nó quay cho đó.